Này người anh em cuộc sống bon chen, đôi trắng thay đen, tiền bạc xa hoa làm người ta dập lên nhau mà sớm. Đẹp tựa như hoa thời gian trôi qua cũng sẽ xa cả thôi. Xin chào các bạn, chúng tôi đến từ công ty Khá Phú Đạt Audio. Tôi đang set một con Dynacorp CMS 1000 cao cấp để chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho anh Tuấn từ Hưng Yên, và anh ấy sẽ lắp cái mixer này vào phòng trà. Và chúng tôi đang thử xem cái mixer này lắp vào phòng trà có hợp không, nó cho đem lại cái chất lượng như thế nào. Và xin mời các bạn theo tôi để chúng ta đón xem cái phần tiếp theo sau khi chúng tôi đã lắp đặt. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Gọi là dân làm thì bắt đầu mới phát hiện được những cái việc đó. Anh có một đường quay để quay thu trực quay tiếp luôn đấy. Phát trực tiếp đấy. Mình lấy tín hiệu phát trực tiếp trên bàn mixer này. Em lấy CPE chưa? Cái đấy CPE chưa? Lấy CPE đấy. Cho cái này, cho cái này vào CPE. Cho nó vào đi, để cho nó CPE, em rút hẳn cái đấy ra. Là mình thu trực tiếp từ bàn mixer luôn. Thế hai anh em thì ai lái xe? Là em. Đấy. Đủ chưa? Đấy thì bây giờ là em test lần 1, test lần 2 này. Không, không, không. Người vui vẻ này, sống gian đời thương hình dáng anh. Vòng vai tiếp nuôi, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng bay. Đây là chú Tuấn, là chủ phòng trà ở TNT tại thành phố Hưng Yên. Và hôm nay chúng tôi có lắp đặt cho chú ý một mixer hỗ trợ thêm vào cái hệ thống âm thanh của phòng trà của chú ấy. Và nhân tiện đây tôi xin muốn phỏng vấn chú một số câu hỏi. Chào chú, cháu được biết là hiện tại chú là bác sĩ và gia đình của mình thì có chị cũng là bác sĩ, còn hai con chú là làm trong ngành công an đúng không ạ? Vậy thì cơ duyên nào đưa chú đến mở cái phòng trà VIP ở đây? Trước tiên thì mình xin được giới thiệu gia đình nhà mình. Mình thì là công tác trong ngành y tế tỉnh Hưng Yên, và xã thì công tác ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Con trai lớn của mình thì công tác ở trong công an tỉnh Hưng Yên. Con gái thì năm nay là năm thứ 3 đại học sư phạm. Nhà mình thì đều là cán bộ công chức. Tuy nhiên thì với mình, âm nhạc luôn là nguồn đam mê và chưa bao giờ thôi chảy ở trong con người mình. Chính vì cái nguồn đam mê âm nhạc ở trong mình, do vậy là mình đã chuyển nó sang cho cả bà xã. Thế và chính vì cái sự đam mê của hai vợ chồng suốt mấy chục năm ấy cũng đã lại truyền lại cho những đứa con của mình. Đó là con trai và con gái. Đấy, mỗi người một ngành nghề khác nhau nhưng mà lại cùng chung một cái đam mê, và đam mê rất là một cái cách rất là gọi là khoa học đấy. Đấy. Và mình nghĩ rằng là cái âm nhạc này đấy, là nó làm cho con người ta kết nối được với nhau, giống như là cái phương châm của phòng trà, đó là phòng trà T&T là kết nối đam mê. Và mình muốn rằng tất cả những người đam mê âm nhạc sẽ tới với phòng trà T&T để chúng ta cùng có những cái dịp, cùng có những cái cơ duyên để mà trao đổi với nhau. Bạn hát tôi nghe, tôi hát bạn nghe, và chúng ta cùng xây dựng một cái thứ âm nhạc gọi là âm nhạc bác học và âm nhạc lành mạnh, và tất cả những gì mình muốn nói với bạn. Các bạn cứ nghe cái giọng của chú ấy, nghe rất là nghệ sĩ đúng không ạ? Một cái chất giọng cực kỳ ấm áp, rất truyền cảm. Nói chung là ai mà được nói chuyện với chú ấy giờ thì rất thích nói chuyện mãi.
và sau khi bọn cháu đã bàn giao và lắp đặt cái tem cho chú một cái CMS 1000 cao tốc lên công ty của cháu thì chú thấy bây giờ âm thanh nó lại cải thiện tốt hơn không ạ? Trước tiên thì mình nói như thế này là mình cũng là một người đam mê âm nhạc và rất đam mê về âm thanh. Thực chất thì có rất là nhiều anh em bè bạn, mình thì không muốn bán âm thanh, nhưng mà có rất là nhiều anh em bè bạn biết rằng là mình có cái chuyên môn kỹ thuật và có cái sở trường năng khiếu, thì mình cũng đã đi lắp hộ rất là nhiều các cái bộ âm thanh của các gia đình, thế rồi là những cái bộ âm thanh hội trường của cơ quan đơn vị của mình ấy, là những cái hội trường đó là mình cũng tự tay mình thiết kế. Đấy, và mình rất hài lòng với lại cái chuyên môn kỹ thuật của mình cũng như là những cái bộ âm thanh mình đã lắp. Thế và cơ duyên mà đưa mình đến với lại cái bàn mixer cao cấp của các bạn ấy, thì là mình tình cờ xem được ở trên trang và bên kỹ thuật của các bạn test trên video clip ấy, và mình rất là thích. Thực ra thì như thế này, trên thị trường có rất là nhiều các cái mặt hàng giống nhau về hình thức, thế và có rất là nhiều những cái loại giá cả khác nhau. Đương nhiên thì mình chỉ nói một câu là tiền nào của đấy. Và với mình ấy, thì tại sao mình lại chọn cái thiết bị cao cấp của các bạn, thì mình nói luôn ấy, là cái âm nhạc của phòng trà nó khác hẳn so với những âm nhạc ở những lĩnh vực khác, chỗ khác. Ví dụ như là ở phòng trà thì cái người nghệ sĩ biểu diễn hoặc là những người ca sĩ không chuyên, người ta lên hát thì nó phải giúp cho người ta được cái nâng giọng lên, hát nó không bị mệt, chất lượng âm thanh nó phải đạt được cái chất lượng, nói chung là phải thật là tốt thì mới hát ở phòng trà. Bởi vì ở phòng trà là cái thể loại nhạc rất là nhẹ nhàng, tình cảm sâu lắng, nó đòi hỏi là người hát thì cứ hát, nhưng mà người nói chuyện bất cứ nói chuyện được, có nghĩa là cái người hát không làm ảnh hưởng đến người nói chuyện và người nói chuyện không làm ảnh hưởng đến người hát. Âm thanh phòng trà là như vậy. Và tại sao mà mình lại thích cái bàn mixer của các bạn, là bởi vì thông qua cái video clip đó mình thấy rằng là những cái kỹ thuật cơ bản giống như lúc nãy bạn đặt cho mình. Mình nói rằng là khi mà đạt được yêu cầu của người hát là hát nó phải nhẹ rồi, thì bây giờ lại phải đạt được yêu cầu của người nghe qua livestream. Đấy, là làm sao ấy, là nó phải ít cái tiếng echo thôi. Đấy, cái này nói thật không phải là ai cũng biết được điều nào. Tức là có nhiều những phòng trà người ta để nguyên cái tiếng echo thế qua đường thôn, cũng giống như lúc đầu mình để, thì nó bị những cái tiếng echo cứ hoảng ở đằng sau, thì cái người nghe qua điện thoại người ta nghe không rõ lời và rất là khó chịu. Thế thì mình đề xuất ý kiến với bạn thì bạn đưa ra một cái phương pháp này và bạn đã chặn được cái đường echo ra và cho nó ra với một cái chiết xuất rất là nhỏ. Thế chính vì vậy mà nó mới nét và cái người nghe qua điện thoại, hoặc là mình có cắm ra một cái bộ âm thanh công suất lớn khác thì nó không bị gì ạ, nó không bị ảnh hưởng, cái chất lượng âm nhạc cũng rất là tốt. Đó là tất cả những gì nói với bạn là rất là thích cái bản mixer này. Hôm nay các bạn mang để lắp cho mình rất là hài lòng. Rất cảm ơn anh. Nhân đây em cho công ty và cho chúc chú là càng ngày càng khỏe và chúc phòng trà càng ngày càng phát triển, càng nhiều khách hàng nữa đấy. Xin chào cả, cảm ơn bạn, cảm ơn công ty nhé. Tình yêu như đã giọt nắng mai đời như
làm sao lấp lánh tháng lâu mong chờ em về ngồi sao mà còn nâng ngỡ thấy lòng gió mùa xa người một mai em nhé, có nghe thu về hạ còn đang ngỡ tay sao buồn xa tôi quên em mãi trong tâm này hãy truy cập website khanphudatradio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía Bắc 0981-678-963, hotline phía Nam 0933-333-245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 Phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để có thể chiêm ngưỡng những siêu phẩm trong những video tiếp theo.